Thưa quý vị, trong bối cảnh giá thịt heo không ngừng leo thang, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành quyết liệt triển khai các giải pháp bình ổn thị trường, không để xảy ra thiếu hụt nguồn cung lẫn sốt giá thịt heo. Tuy nhiên, việc bình ổn giá thịt heo lại chưa có sự đồng bộ với bình ổn giá vật tư, thức ăn cho chăn nuôi heo, nên người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, nhất là hiện nay đang vào thời điểm đầu tư tái đàn, tăng đàn để đáp ứng nhu cầu thị trường cuối năm. Khó khăn trong chăn nuôi khiến cho người chăn nuôi ngần ngại tái đàn. Vì vậy, vấn đề đảm bảo nguồn cung và bình ổn thị trường xem ra khó bền vững. Thời điểm đầu tháng 7, giá heo hơi liên tục tăng cao, lên đến 75 đến 77 ngàn đồng một kg ở khu vực miền Bắc. Còn tại khu vực miền Nam, giá heo hơi có lúc vượt ngưỡng 70 ngàn đồng một kg. Sau khi Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu các bộ ngành bình ổn giá thịt heo, giá heo hơi hạ nhiệt khá nhanh. Chỉ trong vòng 3 ngày, giá heo hơi đã trở về mức trên dưới 70.000 đồng một kg. Riêng tại Bà Rịa Vũng Tàu, giá heo hơi dao động từ 66 đến 69.000 đồng một kg. Mặc dù giá heo hơi hiện duy trì ở mức từ 62 đến 67.000 đồng một kg, mức giá này được cho là đã có lãi, nhưng người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lại không mặn mà tái đàn vì lo rủi ro thua lỗ. Trước đó, giá heo hơi và thịt heo tăng cao là do chi phí đầu vào trong chăn nuôi không ngừng tăng. Nay thị trường đầu ra được kiềm chế, trong khi chi phí đầu vào lại chưa được kiềm chế đồng bộ, giá thức ăn chăn nuôi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người chăn nuôi đã khó, càng khó. Nếu mà giá bây giờ mà nó nằm ở 40 với 4 mấy, thì thiệt hại chính mình bây giờ đang còn thua lỗ là một con là nó tầm từ 8 đến 1 triệu một con. Nếu mà heo mà nó lên được cho mình 50 á, thì đối với người chăn nuôi thì có thể là sẽ hòa được cái vốn. Và với cái dịch này thì người ta cũng không dám gọi là tái đàn nhiều. Với là cái giá thì mình cũng hy vọng vậy, giá nó lên thì người chăn nuôi sẽ đỡ vất vả hơn. Gia đình thì cũng nuôi cũng 55 nải, nhưng mà cũng vẫn duy trì được tăng đàn mà cũng chưa giảm mạnh dạn để tăng đàn. Tuy rằng là giá thì cũng vẫn là cao, thì mình tính toán mình nhập thêm heo nuôi cho bây giờ dịch bệnh nhiều quá. Thời điểm này thì giá cám đã tăng lên, chính vì vậy mà người chăn nuôi hiện nay rất muốn tái đàn, nhưng người ta cũng dè chừng bởi vì chờ mong sao cho nó ổn định để người ta tái đàn. Ta sợ rằng là đầu tư ra nhiều, tới lúc mà giá nó xuống hoặc là dịch bệnh thì ta sợ là nó vướng nợ đấy. Thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tổng đàn heo toàn tỉnh vào khoảng 381.000 con, giảm 5% so với năm 2020, thời điểm mà giá thức ăn chăn nuôi chưa tăng mạnh như hiện nay. Với mức giá heo hơi, thịt heo được kìm lại, giảm mạnh như hiện nay, trong khi chi phí chăn nuôi vẫn tăng, người chăn nuôi nhỏ lẻ lo thua lỗ nên hầu như không mặn mà tái đàn. Và như vậy, mục tiêu đảm bảo nguồn cung, bình ổn giá cũng khó bền vững, nhất là dịp cuối năm, nhu cầu thịt heo càng tăng lên.